người đã quay trở lại với channel của Hà My, cô bé bán kính. Và ngày hôm nay thì sẽ là một cái chủ đề khá là thú vị. Mọi người khi mà mua kính râm thì có rất là nhiều người sẽ thích những cái màu mắt màu vàng. Thế nhưng mà sẽ có rất nhiều người không biết là tại sao mà chúng ta lại chọn màu vàng. Thông thường thì mắt kính râm sẽ có rất là nhiều màu sắc cho mọi người lựa chọn. Những cái màu sắc mà nổi bật nhất ví dụ như là màu vàng, màu xanh, màu cam, màu đỏ, và rất là nhiều màu để mọi người có thể lựa chọn phù hợp với cả cái màu, những cái màu sắc đó để cho phù hợp với cái làn da và khuôn mặt của mình. Và trong năm 2022 thì màu vàng là một cái màu mà rất là được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Vậy thì các bạn đã phải có cái câu hỏi tại sao lại là màu vàng mà không phải cái màu khác hay chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân Hà My để tìm hiểu nhé. Bạn chưa biết thì mỗi một màu mắt kính khác nhau thì sẽ dẫn đến cái việc mà hấp thụ ánh sáng cũng khác nhau. Ví dụ như là nâu thì sẽ giúp chống nắng này, màu nâu và màu đen thì sẽ chống cái khả năng chống tia UV sẽ cao hơn rất là nhiều. Màu hồng thì sẽ giúp nhìn vật rõ hơn và màu xanh thì sẽ giúp lọc ánh sáng xanh. Và màu vàng thì cũng sẽ có khá là nhiều ưu điểm mà bây giờ bạn mình sẽ giới thiệu cho mọi người nhé. Một chiếc kính râm mà có cái mắt màu vàng như thế này thì sẽ có khá là nhiều ưu điểm. Đầu tiên đó là một chiếc kính màu vàng thì sẽ giúp bạn hạn chế cái ánh chống, hạn chế ánh sáng lóa, giảm hiệu quả và lọc cái tia UV, cái khả năng là lọc tia UV rất là cao, bảo vệ mắt cả ban ngày lẫn ban đêm. Chính vì vậy đây cũng là một cái lý do mà những cái mẫu mắt kính màu vàng chúng ta có thể đeo để sử dụng cả ngày lẫn đêm được. Lý do thứ hai nữa để mà cái chiếc mắt kính màu vàng sẽ được rất là nhiều bạn chọn, đó là những cái chiếc mắt kính này thì sẽ được thiết kế với cái công nghệ tăng sáng. Và kính mắt vàng thì sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn những cái vật thể cự ly gần trong cái ánh sáng kém. Điều đó thì sẽ giúp cái tầm nhìn và cái khả năng quan sát của chúng ta trong cái điều kiện mà ánh sáng yếu như thế sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Và cũng giúp làm giảm độ mờ mắt từ những cái ánh sáng xanh ví dụ như là điện thoại hay là máy vi tính. Cái lý do thứ ba đó là một cái lý do mà rất là thời trang. Bởi vì là những cái kính mắt màu vàng rất là độc đáo này, nổi bật và cũng sẽ tạo nên một cái phong cách khá riêng cho mọi người. Đây cũng là cái lý do mà rất là nhiều bạn celeb hoặc là những bạn mà nổi tiếng chọn lựa những cái mẫu kính mắt màu vàng để có thể đeo cả ngày và tối nữa. Ok, sau khi mà mọi người đã xem xong ba cái lý do mà để mà cái màu mắt kính vàng nổi bật như thế thì mọi người sẽ có thêm một cái câu hỏi nữa, đó là khi nào thì chúng ta nên hoặc là chúng ta cần chọn lựa những cái mắt kính vàng như thế này. Đầu tiên thì mắt kính vàng thì song song với cả những cái chiếc kính râm mà có cái khả năng chống lóa, mắt kính vàng là cái lựa chọn thứ hai cho những bạn mà muốn lái xe ban đêm. Bởi vì là trong cái điều kiện mà ánh sáng yếu như bạn My vừa mới giải thích ở phía trên thì cái màu vàng sẽ giúp cho chúng ta có khả năng nhìn rõ hơn. Đồng thời thì khi mà chúng ta đeo những cái mắt kính màu vàng như thế này, nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà nhìn vào những cái đèn pha xe mà đi ngược chiều với mình ấy, giảm cái nguy cơ để tạo ra tai nạn và giao thông khi mà lái xe vào ban đêm. Một cái lý do nữa có thể khi mà chúng ta dùng những cái mắt kính màu vàng như thế này thì chúng ta có thể sử dụng khi đi thể thao này, đi picnic, leo núi hoặc là dã ngoại thì cái mắt kính này cũng là một cái màu mà rất là được nhiều bạn trẻ lựa chọn để lên hình làm sao mà để nổi bật nhất. Với cái màu sắc mà trẻ trung và cá tính và nổi bật như thế này nữa thì sẽ có rất là nhiều bạn có câu hỏi là vậy thì những cái chiếc kính vàng như thế này chúng ta có thể phù hợp để mặc những cái bộ đồ dịu dàng hay nhẹ nhàng không? Câu trả lời là có, bởi vì là với mỗi một chiếc kính thì sẽ có những cái dáng khác nhau, và khi mà chúng ta lựa chọn những cái bộ đồ dịu dàng nhẹ nhàng như là váy này kia thì mọi người có thể chọn những cái dáng kính như bạn My đang đeo như thế này. Cái dáng kính này thì nó rất là dễ phù hợp với nhiều khuôn mặt. Giới thiệu với mọi người một chút thì đây là một cái mẫu kính của Gucci 2022 đi kèm cái dây xích rất là xinh như thế này ạ. Và cái dây xích này thì có thể tháo ra cho mọi người. Với những cái bộ đồ mà cá tính hay là năng động chúng ta có thể để dây xích, và những cái bộ đồ mà dịu dàng thức tha này kia thì chúng ta có thể tháo dây xích ra thì nó cũng rất là hợp. Cũng là mắt vàng nhưng mà đây sẽ là một lựa chọn khác, cá tính hơn nhưng mà cũng mix được với rất là nhiều đồ như mọi người. Đó là một cái dáng kính oversize và mắt kính này cũng được đến từ nhà mốt Gucci của năm 2022. Mẫu kính mà oversize của Gucci thế này thì
sẽ phù hợp với rất nhiều khuôn mặt, ví dụ như mặt vuông, mặt tròn, mặt dài và mặt trái xoan. Và mẫu kính này thì cũng có thêm một cái ưu điểm nữa khá là ok mọi người, đó là chúng ta khi mà chúng ta lái xe này thì cái mắt, những cái mắt kính mà to bằng thế này thì sẽ mang lại cái việc, cái tác dụng là chắn bụi rất là tốt và khả năng chống nắng, khả năng chống nắng cũng rất là cao nữa. Với chiếc kính màu vàng thì sẽ có những cái điều khá là đặc biệt, nó sẽ là những cái điểm nhấn trên kính, ví dụ như cái mẫu kính này, cái dàn kính oversize thì cũng rất là được nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng mà cái mẫu kính này thì có thêm một cái đặc biệt nữa, đó là logo, cái logo Gucci hai bên của kính, siêu đẹp luôn mọi người ạ. Và cái mẫu này là một trong những cái mẫu mà được yêu thích, khá là yêu thích ở bên cửa hàng của anh Minh. Như là mọi người đã thấy thì cùng là một dáng mắt vàng thì Minh sẽ có rất là nhiều kiểu dáng để cho mọi người lựa chọn. Và nếu mà băn khoăn chưa biết được là mẫu kính nào sẽ hợp với khuôn mặt của mình hay là cái màu mắt nào mà sẽ hợp với làn da của mình thì mọi người có thể comment ở dưới để bạn Minh được tư vấn cho mọi người nhé. Và mọi người ơi, có một cái điều nữa sẽ, đây sẽ là một cái lưu ý dành cho tất cả mọi người đang đeo kính, đó là cho dù kính cận hay kính mắt màu vàng thì đều nên chọn những cái kính có khả năng chống tia UV nha. Và đấy là lý do mà mọi người hãy chọn kính chính hãng để bảo vệ cho đôi mắt, bảo vệ cửa sổ tâm hồn mình. Mọi người hãy nhớ subscribe channel của Hamiko Bè Bán Kính để chúng ta có thể theo dõi nhiều video tiếp theo về kính nha mọi người.